các gen nuôi mèo nhất định phải chú ý điều này nhé. Nếu mèo cưng nhà bạn có biểu hiện thở gấp, ho khan thì cần phải kiểm tra tim mạch ngay. Mình suýt mất đi bé mèo yêu vì vấn đề này đấy. Bé mèo anh lông ngắn nhà mình tên Pupu, năm nay 4 tuổi rồi. Tháng trước bé đột nhiên có vấn đề về tim, may mà mình đưa đi bệnh viện kịp thời nên không xảy ra chuyện đáng tiếc. Một khi mèo cưng đã mắc bệnh tim thì không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Càng lớn tuổi và tăng cân thì lượng coenzyme Q10, COQ10 mà cơ thể mèo sản xuất ra càng giảm. Đặc biệt là giống anh lông ngắn và Radon rất dễ gặp vấn đề về tim. Đối với tình trạng này, ngoài việc chăm sóc tốt thì chúng ta không còn cách nào khác. Lần trước Pupu bị bệnh là gần 1 tháng trước rồi. Tháng này mình nghe theo lời bác sĩ, cho bé ăn thêm COQ10 để tăng cường cơ tim, bảo vệ tim mạch và chống oxy hóa, giảm stress. Mình chọn loại của Vetex, hàm lượng cao mà mèo cũng thích ăn. Có thể rắc trực tiếp vào đồ ăn luôn. 120 viên, 2 ngày cho ăn 1 viên là dùng được nửa năm. Từ ngày cho Pupu ăn thêm COQ10, bé khỏe mạnh hẳn da, mũi và lưỡi hồng hào, chân không còn lạnh nữa, cả ngày tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp nhà mà không còn thở gấp hay ho khan nữa. Giá như mình biết sớm hơn, cho bé ăn COQ10 từ trước thì có lẽ bệnh tim sẽ đến muộn hơn hoặc không bị luôn nhỉ. Tiếc là chẳng có chữ giá như nào cả. Các gen đừng để như mình nhé. Nếu nuôi các giống mèo dễ mắc bệnh tim thì hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các bé từ sớm nhé.